Chào mọi người ha, sáng nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop HP ProBook màn hình 15.6 inch i5 Gen 8 RAM 16 nha mọi người, và giá là cực kỳ rẻ luôn. Máy thì khá là đẹp mọi người, viền rồi nè, ProBook nè. Cái vỏ này là không có bị trầy xước gì luôn mọi người, mướt rượt luôn, rất là mới và đẹp. Đây mình dựng lên cho mọi người xem ha, các góc cạnh của nó. Đây mọi người, các ổ kết nối nè. Bên này để mình quay ngõ kết nối xong rồi cái mình báo giá ha mọi người ha. Đây nè, ngõ USB nè, ngõ sạc, ngõ mạng, rồi HDMI, rồi đây có ngõ Type-C nữa mọi người, kết nối. Nói chung là cái con máy này được sản xuất năm 2019 nha mọi người, màn hình 15.6 inch. Màn hình này thì dành cho dân văn phòng rồi đó là rất là yêu thích, ví dụ như kế toán rồi đó, làm việc rồi vậy. Tại vì cái dòng mà 15.6 inch nó có phím số bên hông này để mà mình bấm số rồi cho nó nhanh đó mọi người. Đây là cái mặt nhôm còn khá là mới, bàn ray chuột cũng đẹp. Giá phím thì có bóng nhẹ, một vài ký tự, dấu cách N rồi đó, mình có quay đây nè mọi người. Thì nhìn chung thì cũng ổn, không tới nỗi nào mọi người ha. Vậy là cũng đẹp rồi. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím nữa của HP, rất là đẹp luôn. Mọi người dán lên một cái là phím quốc tế, nó y hệt như vậy luôn, của dòng này, rất là đẹp. Đây mọi người, loa rồi, ok lắm ha. Mình giới thiệu về cái con máy này, 450G5 nha mọi người. i5 nè, thế hệ 8 nè mọi người nè, 8250U, thế hệ 88 CPU nè, chạy rất là mượt. RAM 16GB và SSD của nó là này là chạy song song hai cái ổ cứng nha mọi người. Một là SSD 128GB cộng với HDD 500GB. Cái phần HDD này thì mình chứa dữ liệu rồi là cực kỳ ok rồi nè mọi người. Mình không có sợ mất dữ liệu gì hết. Có gì thì mình bỏ vô đây, phim ảnh hay gì đó mình cất vô đây. Còn chạy chương trình bằng cái SSD 128GB là cũng rất là ổn. Chạy SSD thì nó nhanh, nó mượt. Con này là máy là đẹp, pin là trâu nha mọi người. Pin 3-4 giờ là rất là ok luôn, phím rồi là ok hết, máy hoạt động hoàn hảo. Chỉ có trên nền trắng thôi là nó có một cái đốm rất là nhẹ luôn, khó thấy vô cùng luôn, trên nền trắng thôi mọi người. Nếu mà không để ý thì không bao giờ thấy hết trơn á, nhưng mà mình đó là mình báo thật thật kỹ cho những cái khách nào á mà kỹ thì cũng xem video của mình rất là nhẹ luôn, khó thấy, dường như là không tính đâu. Cái này thì nó không có loang không gì hết mọi người, nó chỉ vậy thôi. Còn mọi nền khác là không sao hết. Đây là màn hình HD chứ không phải Full HD ha. Mình nhìn nghiêng vẫn thấy rất là rõ nè mọi người nè. Đó, nhưng mà nó là HD thôi, nó có chống chói nhưng mà HD thôi. Và mình báo giá mọi người chỉ 5.8 triệu cho con 15.6 inch rồi của i5 Gen 8 nha mọi người. Đây nè, của Gen 8 RAM lại 16, máy thì lại đẹp nữa. Ai chốt thì inbox mình ha, pin trâu. Nói chung là máy là như vậy là hoàn hảo rồi mọi người. Chỉ có trên màn hình màu trắng á, nó có đốm rất là nhẹ luôn, hầu hết là khó thấy, nãy soi kỹ mới thấy thôi. Để mình cũng báo ra để cho ai mà khó tính á, thì mọi người về đỡ phải soi. Vậy thôi mọi người ha, 5.8 triệu là quá rẻ cho con 15.6 inch mà Gen 8. Ai chốt thì inbox mình, cộng 1 triệu mình ship code và báo tới cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người ha. Máy khá là đẹp. Rồi đây mọi người nè, lưng cũng đẹp, đẹp như mới luôn á, zin nguyên bản nữa. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.